Lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, tôi ở Seattle. Hôm nay là tôi muốn nói về được ơn lành của cha Biểu Điệp. À, tôi tên là Mai Quy Vinh, cũng đến ở thành phố Seattle. Tại vì tôi đến đây khấn, nghe nói đây cha Biểu Điệp thiêng lắm. Thì tôi nhớ lại cách đây mấy chục năm về trước, ông xã tôi bị ung thư. Xong rồi bác sĩ nói là về sửa soạn đi khoảng một năm thôi và về với Chúa. Nhưng mà chúng tôi nghe ở bên Việt Nam có cha Biểu Điệp thiêng lắm, chúng tôi bay về. Bay về xong thì khấn được ơn Chúa sống đến ngày hôm nay. Tức là theo tôi biết là tôi cũng từ sau đó mình cũng phải, mình đương nhiên mình đi lễ, mình đi nhà thờ cầu nguyện nhiều rồi. Nhưng cần nhất mình phải thực hành nữa. Thực hành là quan trọng nhất. Cho nên là tôi nghĩ là cũng có nhiều người họ đi nhà thờ nhiều lắm mà cái thực hành họ không có thực hành là không được. Mình phải thực hành, phải giúp đỡ, chia sẻ với người nghèo. Nói chung ra thì bà dắt tôi về Việt Nam xuống với Cần Thơ, chỗ Tắc Sợi á, đến nhà thờ cha lúc đó rồi... đứng trước mộ cha, đọc kinh, rồi khấn cha. Rồi sau khi đó đi về, rồi gặp bác sĩ cúng mộ, rồi lấy cục biếu ra, rồi họ cũng chạy radiation, các thứ họ chữa trị thì họ cũng theo dõi 5-6 năm. Họ bảo là sau 5-6 năm mà không còn cái triệu chứng là coi như nó không có trở lại nữa. Thì trong cái ung thư nó có hai cái dạng, một cái gọi là dạng xấu và cái dạng tốt. Thì có thể mình vào cái dạng gọi là dạng tốt, tức là cái rễ nó không mọc trở lại đó. Thì nói đúng ra thì cũng nhờ ơn trên, nhờ cha cầu bầu, Chúa ban cho khỏi bệnh. Vì tôi còn một cái câu chuyện nhỏ nữa là trong cái thời gian thằng con trai tôi lúc đấy nó còn nhỏ, không nhớ, nhưng mà nó bị nó cận. Cái thời gian đó thì cận thị á, thì chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người biết. Thì mới làm mắt kiếng cho con, thời gian đó là 200 đô cái mắt kiếng là cũng lớn lắm đó. Thì mới làm mắt kiếng cho con xong thì chiều hôm đó thì kiếm mắt kiếng không ra. Tất cả mọi người, ông bà, cha mẹ, chú bác kiếm mắt kiếng không ra. Thì cái thời gian đó thì tôi cũng còn đi làm ở sở, ở gọi là office work á. Thì có một cái cặp tác, tôi để thơ từ tiền điện, tiền nhà, các thứ để mà ngày mai vô sở làm mình bỏ vô. Thì tối hôm đó mình cũng có đọc kinh, mình cầu nguyện với cha. Nhưng mà thật sự ra, nói cho quý vị biết là tôi nửa tin, nửa nghi. Tôi cũng chưa tin cha Biểu Điệp lúc đó. Đó, vì mình có đọc cuốn sách những cái mầu nhiệm của cha, những cái phép lạ cha hay giúp cho mọi người á, thì nhiều chuyện nhỏ, chuyện lớn mà mình vào cái dạng nhỏ mình không tin, rồi phép lạ là làm những cái chuyện nhỏ như vậy. Đó, thế thì sáng hôm sau xách cái cặp tác vô sở làm, thì trước khi vô làm việc thì uống cà phê nói chuyện bạn bè, xong quay lại cái bàn bureau thì với nhớ lại là mình phải trả tiền điện. Thì những cái thơ mình kẹp vô ở bên cái bìa ngoài của cái cặp tác á, mình quay lại á, mình cúi xuống mình với á, thì cái mắt kính nó nằm ngang. Cái mắt kính nó nằm ngang, nó không có nằm xuôi. Đó là cầu cha đó. Bởi vì cha làm cho cái lòng tôi cứng đầu, cứng tin, cha làm cho tin. Nếu mà mắt kính nằm xuôi tôi vẫn không tin. Bởi vì cái mắt kính nó nằm ngang thì cái tay mình thọt vô mình phải đục vô cái mắt kính.
Thì cha làm cho phải tin, bởi vì tôi cứng lòng tin. Lúc đó tôi không tin những cái chuyện nhỏ như vậy. Tôi là người công giáo, tôi chỉ tin à phép lạ chữa cho bệnh ung thư, tai nạn xe hơi, gãy chân gãy cẳng thì đó là chuyện nó hợp lý hợp tình. Ai mà mất được bằng lái xe rồi mất chìa khóa cũng cầu cha, mình không tin những cái chuyện như vậy, nhưng mà cha làm cho tin. À thì đó sẵn dịp mà lúc đó sau khi mà được ơn như vậy á thì phải viết lại để mà trình bày những câu chuyện, thì tôi gửi đến cho ông Hạnh gì đó thì địa chỉ lại mất đi, chứ không có dịp để bày tỏ. Nhưng mà nhân cũng là trời thương, ngày hôm nay cũng là nhân dịp mấy chục năm cũng dịp trình bày cho quý vị biết, tuy nó nhỏ nhưng mà mình không có quên được ơn cha. Nhưng mà tôi lại có nghĩ một cách này, mình dâng cho Chúa hết đi. Ví dụ có nhiều người bảo là tại vì ở ác quá bệnh hoạn, không phải bất cứ địa vị nào vẫn phải chấp nhận, như bà thím tôi mới chết cũng vậy, gọi tôi nói là khóc, thím đừng có khóc, cứ đọc kinh đi, ai cũng phải chết, cứ an tâm đi, không có gì hết. Bởi vậy nhiều khi tôi cũng bệnh hoạn dữ lắm, tôi coi thường, tôi chả thấy gì cả, cứ cầu nguyện thôi. Mình cứ cầu nguyện dâng cho Chúa, Chúa gọi mình lên đường, có gì đâu mà sợ. Tôi không sợ. Gia đình tôi là bị Covid mà xém chết mà thoát luôn. Để gia đình con tôi bên này cũng bị Covid. Có nhiều người cứ nói lan ơi cầu nguyện đi, bảo đâu phải đến giờ mình bệnh mới cầu nguyện. Lúc nào đức tin mình đã có rồi, lúc nào mình cầu nguyện, nhưng mà mình phải dâng cho Chúa. Chúa gọi thì mình đi. Nhưng mà sao? Gia đình tôi là bị Covid mà xém chết mà thoát luôn. Để gia đình con tôi bên này cũng bị Covid. Có nhiều người cứ nói lan ơi cầu nguyện đi, bảo đâu phải đến giờ mình bệnh mới cầu nguyện. Lúc nào đức tin mình đã có rồi, lúc nào mình cầu nguyện, nhưng mà mình phải dâng cho Chúa. Chúa gọi thì mình đi. À, ông này không biết hết đấy, Dạ, xem chết. COVID thì trước khi bị COVID, con vi trùng nó nằm trong cơ thể của mình không ai biết. Từ 5 cho đến, từ 7 cho đến 10 ngày bắt đầu nó mới hành cơ thể của mình. Những cái ngày cuối cùng á, nó làm cho mình xỉu, mình đánh gục mình. Đi cầu chảy, cảm sốt, có người ho, có người khó thở. Và nó lạnh ở hai cái phổi, nó lạnh như đá, nó lạnh ở trong, nó lạnh ra, không ngủ được mấy ngày trời. Mà uống thuốc Tylenol vẫn uống đều, theo lời y khoa dặn thì vẫn uống đều, vẫn cố gắng ăn uống, nhưng mà tuy nhiên sự ăn uống nó giảm đi, bởi vì mình mệt đến nỗi mà ấy, mà cái miệng nó đắng đắng dễ sợ lắm. Lúc đó có uống thuốc quinine, có thể cái thuốc đó nó làm đắng, mà tuy nhiên nó cơ thể nó mệt lắm, không muốn ăn không muốn uống. Rồi nó đánh gục. Thì cái đêm cuối cùng á, thì tôi đọc ba kinh kính mừng, nhưng mà không còn sức để đọc được ba kinh kính mừng, chỉ đọc được một kinh kính mừng thôi. Rồi xong nói với Đức Mẹ là thôi bây giờ con sẵn sàng đi rồi, Đức Mẹ cứ việc cho con đi. Nằm gục luôn 12 tiếng mà không còn biết trời đất gì hết, nằm ở nhà. Thì khi mà tỉnh dậy thì mồ hôi toát ướt từ đầu đến cuối luôn, ướt luôn. Rồi thấy người mình nó từ từ nó nhẹ, nó khỏe lại, không khỏe lại 100%, nó từ từ nó khỏe. Rồi 1-2 tuần sau thì lại thấy là mình thoát bệnh. Thì trong cái ngày hôm đó, thì sau cái ngày hôm đó thì không được uống thuốc Tylenol trong 3 ngày theo lời y tế nói, mà vẫn phải đo độ trong 3 ngày. Sau 3 ngày đó mà xuống 97 độ mà không uống thuốc là mình đã thoát rồi. Nhưng mà bà cụ của tôi 95 tuổi mà thôi. Bà cụ 95 tuổi không được uống thuốc cleaning, chỉ uống thuốc Halino, uống thuốc tiểu đường cao máu các thứ, mà vẫn nhờ ơn trên giúp mà bà cụ vẫn khỏi. Bà cụ vẫn bị cũng bị lạnh, cũng ho, cũng vượt qua tình trạng như vậy, mà không hiểu tại sao bà cụ lại thoát. Tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết là như vậy. Trong cái mầu nhiệm của ơn trên rất là huyền diệu lắm. Cho nên đừng có nghĩ là ô Đức Mẹ hay Chúa hay ông Thánh này ông Thánh nọ làm một cái đùng cái là xong, không phải vậy. Những cái sự gì xảy ra đến mình nó mỗi người một trường hợp, nhưng mà trong cái phép lạ rất là huyền diệu, làm nhẹ nhàng mà con người được bình an, con người được khỏe mạnh, chứ không phải dùng một cái thuốc tiên là cái đùng cái uống cái là xong là hết, không phải vậy. Đó cũng có những trường hợp Đức Mẹ hiện ra, cũng như là hiện ra với lại bà Thánh Bernadette, nhưng mà mỗi người mỗi trường hợp. Như có nhiều người cứ expect và bắt buộc phải nhìn thấy cái mầu nhiệm thì mới tin.
À, đó là như tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết như vậy. Ok. Lạy Cha Trương Bưu Diệm. Amen.